nhìn lần thứ 15 Hà Nội năm 2018 ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, we would like to say thank you for attending to our AV show today. Thank you. Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi tới tất cả các vị đại biểu, khách quý lời những chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và chúc cho triển lãm của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. On behalf of the organizer, I would like to say thank all of you for attending to the 15th AV show today. Wish our show will have a great success. Thank you. Và trước khi đến với phần lễ chính, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị đến tham dự với triển lãm ngày hôm nay của chúng ta có sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. I would like to introduce delegate attendees. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử. Mr. Nguyễn Minh Đức, Vice President of Electronic and Media Association. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Konstantinos Pinios, Giám đốc kiêm sáng lập của hãng Pilium. Mr. Konstantinos Pinios, CEO and Founder of Pilium. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu ông Gerdilis Gerdilis, người sáng lập của hãng Audio Solution. Mr. Gadaminas Gaidali, Founder of Audio Solutions. Xin được hân hạnh giới thiệu ông Elwin Guo, đại diện marketing của hãng Audio Quest khu vực Đông Nam Á. Mr. Eugene Go, Marketing Representation of Audio Quest in South Asia. Chúng tôi xin được giới thiệu ngài Makoto Tani, Tổng Giám đốc Công ty Âm nhạc Yamaha Việt Nam. Mr. Makoto Tani, General Director of Yamaha Music Việt Nam. Và cùng với đó là xin được chào mừng toàn thể các quý công ty, các quý ông bà là giám đốc và đại diện của các đơn vị tham gia triển lãm, cùng với đại diện từ công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Nam Bình là đơn vị tổ chức AV Show. And welcome all ladies and gentlemen who are director or representative of these bureaus and representative from Nam Bình Advertising Company, AV Show Organizer. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay để chào đón cho sự có mặt của tất cả chúng ta hôm nay ạ. And warmly welcome all mass media. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của các cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt trong buổi lễ khai mạc để đưa tin ngày hôm nay. Và để bắt đầu vào buổi lễ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần biểu diễn của một ban nhạc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin mời quý vị. For the beginning of this ceremony, I would like to introduce the Diatonic Band. Thank you.
nhạc đến từ Học viện Âm nhạc đã mang đến cho chúng ta một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, du dương vào một buổi sáng thứ bảy. Thank you for your great performance. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam sẽ thay mặt cho ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc. Xin được kính mời ông. Now, I would like to invite Mr. Nguyễn Minh Đức, Vice President of Vietnam Association of Electronic and Television, on behalf of the organizer, making an opening speech, please. Kính thưa quý vị. Ladies and gentlemen. Thay mặt ban tổ chức triển lãm, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đã đến tham dự lễ khai mạc triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam lần thứ 15. On behalf of the organization, I would like to warmly welcome all of you for attending to the opening ceremony for the 15th Audio Visual Equipment Show. Năm nay, triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam, Việt Nam Audio Show lần thứ 15 được tổ chức với sự tham gia của 19 nhà sản xuất, phân phối và trưng bày sản phẩm trong 27 gian phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. This year, 15 Audio Show is organized with the support and participation of 19 manufacturers and distributors in the field electronic appliances displaying in 27 rooms on the second floor of National Convention Center. Ban tổ chức vẫn bố trí xen kẽ giữa những phòng trưng bày và các phòng nghe thử để bảo đảm tốt nhất chất lượng trình diễn của các thương hiệu trong nước và quốc tế tại các phòng nghe thử. The organizers still arrange interleave between demo rooms and display rooms for ensuring the best performances of all exhibited in demo rooms. Riêng các phòng trưng bày sẽ là nơi giao lưu giữa các đơn vị tham gia và khách tham quan cùng với các chương trình mua sắm hấp dẫn nhân dịp cuối năm. There are many attractive sale promotion programs in display rooms along with knowledge exchanging between exhibitors and visitors. Hy vọng rằng các dịch vụ cộng thêm như trà, cà phê, tại sảnh triển lãm cùng sự trình diễn hấp dẫn của các sản phẩm tham dự sẽ làm hài lòng quý khách. I hope that additional services such as tea, coffee, as the exhibition fire and attractive performances of exhibit will satisfy you. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các nhà trưng bày với tâm huyết đã mang những sản phẩm tinh túy trong nước và quốc tế và giới thiệu tại AVSO 2018. Besides, I would like to say a sincere thank you to all exhibitors to have brought the quintessential product to AVSHOW. Cảm ơn các nhà bảo trợ thông tin và các cơ quan báo chí, diễn đàn đã dành nhiều ưu ái đưa tin về triển lãm. Thank all information support from mass media and forums. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc triển lãm thiết bị nghe nhìn AVSHOW lần thứ 15. On behalf of the organization, I hereby declare the opening of 15 AV Show. Xin chúc triển lãm AV Show lần thứ 15 và các đơn vị tham dự thành công tốt đẹp và xin hẹn gặp lại quý vị trong AV Show lần thứ 16 vào năm 2019. I wish 15 AV Show and all its exhibitors a great success. See you again in the 16th AV Show in 2019. Thank you. Xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam. Thank you. Và trước khi đến với phần nghi thức rất long trọng, đó là trao hoa, kỷ niệm chương cũng như là cắt băng khai mạc cho triển lãm, thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Before giving flowers and souvenirs to all exhibitors, we would like to give the standby to pianist Trần Duy. Vâng, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Duy với một cây đàn piano đặc biệt của Yamaha gọi là cây đàn mang. Xin mời nhạc sĩ ạ. Thank you.
Trần Duy với một tiết mục biểu diễn piano rất ấn tượng. Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử Việt Nam sẽ lên trao hoa của ban tổ chức đến các đơn vị tham gia. Và chúng tôi cũng xin được mời bà Đỗ Như Quỳnh, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Nam Việt, là ban tổ chức của triển lãm thiết bị nghe nhìn, sẽ lên trao kỷ niệm chương đến các đơn vị tham gia. Mời công ty thương mại dịch vụ Audio Hà Nội. Audio Hà Nội Service and Trading Company. Xin mời công ty Đông Thành Hòa Phúc. Đông Thành Hòa Phúc Company. Vâng, xin được mời đại diện của các công ty vừa được gọi tên sẽ cùng bước lên sân khấu. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Anh Duy. Anh Duy International Company. Công ty thương mại dịch vụ Atlantic Audio. Atlantic Audio Service and Trading Company. Công ty thương mại dịch vụ Audio Hà Nội. Audio Hà Nội Service and Trading Company. Và công ty Đông Thành Hòa Phúc. Đông Thành Hòa Phúc. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay. Và xin được cảm ơn các đơn vị đã tham gia với triển lãm thiết bị nghe nhìn. Theo chúng tôi xin được mời các đơn vị có tên sau sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin được mời công ty thương mại dịch vụ Fisher. Fisher Service and Trading Company. Xin được mời công ty Khang Audio. Khang Audio. Xin mời công ty Loa Hà Nội. Hà Nội Speaker. Xin mời công ty cổ phần Mộc Thủy. Mộc Thủy Johnstone Company. Và chúng tôi xin được mời đại diện của các công ty vừa được gọi tên sẽ cùng bước lên trên sân khấu để nhận hoa và kỷ niệm chương của ban tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Nam Bình. Vâng ạ, xin quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi xin được mời các công ty có tên sau sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin mời công ty nghe nhìn Nam Long. Nam Long Audio Visual Company. Xin được mời công ty thương mại và dịch vụ điện tử Nam Phú. Nam Phú Electronic Service and Trading Company. Xin được mời công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Audio. Nguyên Audio Company. Xin mời công ty cổ phần truyền thông và thương mại mạng nghe nhìn Việt Nam. Việt Nam Audio Visual Network Commerce and Communication Johnstone Company. Vâng, xin quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay ạ để cảm ơn, chúc mừng cho các đơn vị tham gia triển lãm hôm nay. Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Chúng tôi xin được tiếp tục mời các công ty có tên sau sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sĩ Quỳnh. Sĩ Quỳnh Service Trading Company. Xin được mời công ty trách nhiệm hữu hạn nhà Sơn Vân. SV House Company. Xin được mời công ty cổ phần thương mại và công nghệ thế giới âm thanh. Thế giới âm thanh Trading and Technology, Johnstone Company. Xin được mời công ty Team and Love, nhà xuất bản Amplify đèn và loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Team and Love, Amplifier and Loudspeaker Publishing. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Vâng, và hy vọng là các anh sẽ có một kỳ triển lãm gặt hái được nhiều kỳ tích. Chúng tôi xin được mời lại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Ngọc. Tiến Ngọc Trading Company. Công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc Yamaha Việt Nam. Yamaha Music Việt Nam Company. Và diễn đàn vnphoto.net. Vnphoto. Vâng ạ, xin quý vị một tràng vỗ tay để cảm ơn cho tất cả các đơn vị đã tham gia vào triển lãm của chúng ta hôm nay. Thank you. Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút để trước khi chúng ta đến với phần nghi lễ có thể nói là đặc biệt và long trọng nhất trong bất cứ một kỳ triển lãm nào, đó là cắt băng khánh thành. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiếng đàn violon của nhóm nhạc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin mời. Thank you.
giao thông 24/7 nó dòng cái chuyện của nó dòng cái nó làm chắc lui cái bàn xuống nè, dạ dạ cái bàn này đúng quá để đây không hợp lý. Xin được kính mời lên sân khấu ông Gary Linus Gadilis, người sáng lập của hãng Audio Solutions. Mr. Gadilis Gadilis, founder of Audio Solutions. Chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu ông Konstantinos Pinios, giám đốc kiêm sáng lập của hãng Pilium. Mr. Konstantinos Pilios, CEO founder of Pilium. Tôi xin được mời lên sân khấu ông Eugene Go, đại diện marketing của hãng AudioQuest khu vực Đông Nam Á. Mr. Eugene Go, marketing representation of AudioQuest in Southeast Asia. Và chúng tôi xin được mời ngài Makoto Tani, tổng giám đốc công ty âm nhạc Yamaha Việt Nam. Mr. Makoto Tani, general director of Yamaha Music Việt Nam. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng vào vị trí cắt băng khai mạc triển lãm của mình ạ. Please welcome to stage. Vâng, và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng nghe theo hiệu lệnh của MC để cùng nhau chuẩn bị cầm kéo và tôi sẽ đếm ngược. Tôi sẽ bắt đầu đếm là 1, 2, 3 để chúng ta sẽ bắt đầu cắt ạ. Please hold the scissors and cut the band while we count 1, 2, 3. Vâng, quý vị sẵn sàng chưa ạ? Are you ready? Vâng ạ, 1, 2, 3, xin mời. 1, 2, 3. Xin quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã cùng tham gia vào nghi thức cắt băng khai mạc cho triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 15 Hà Nội 2018 ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị khách đã cùng đến dự và theo dõi lễ khai mạc triển lãm, và xin được cảm ơn các quý vị đại biểu đã cùng dành thời gian cũng như là lên trên sân khấu để tham gia vào phần nghi thức rất là long trọng này. Thank you.